Đây là chàng trai duy nhất dám khước từ lời tỏ tình của Hoa hậu Hương Giang. Người khước từ tình cảm của Hương Giang chính là tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại. Tối ngày 9 tháng 3, Nguyễn Hương Giang là đại diện Việt Nam đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Thế nhưng trong một chương trình talk show vài năm trước, Hương Giang Idol đã từng thất bại khi tỏ tình với anh chàng tuyển thủ điển trai của đội tuyển U23 Việt Nam là Nguyễn Trọng Đại. Hoa hậu Hương Giang từng thổ lộ với anh chàng rằng Giang hâm mộ đội trưởng Nguyễn Trọng Đại, nhân vật đang được săn lùng nhất tuyển U19 Việt Nam. Cậu ấy quá tài năng, Giang vô cùng cảm phục. Đại ơi, chỉ biết em đã vất vả để cùng đội U19 Việt Nam lọt vào World Cup U20 vào năm sau. Chàng trai cao 1m80, nặng 73kg khiến Giang không thể cầm lòng. Đại à, chị biết chị nhiều tuổi hơn em, nhưng mà không nhiều lắm đâu, hãy tin chị đi, hãy cho chị một cơ hội, hãy kết bạn với chị trên Facebook nhé, chị xin em đấy, nếu em xem được chương trình này, hãy cho chị được làm bạn em nhé, chị cũng biết em đã có bạn gái, nhưng cứ cho chị một cơ hội. Trọng Đại là chàng trai được Hương Giang tỏ tình trên sóng nhưng không được đáp lại, vì Facebook đã đầy bạn và Trọng Đại cũng đã có bạn gái, nên Hương Giang Idol không thể tiếp cận được với chàng cầu thủ điển trai này, và đành ngậm ngùi theo dõi từ phía sau. Không chỉ sau việc, cầu thủ U23 Việt Nam cũng hào hứng với chiến thắng của Hương Giang. Cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện sự vui mừng và tự hào trước thành tích mà Hương Giang mang về cho nước nhà. Vài ngày qua, thông tin và hình ảnh của Hương Giang xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn với nội dung xoay quanh cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Theo đó, người đẹp đã xuất sắc giành được 2 giải phụ và đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Trước một chiến thắng hoành tráng này, hàng loạt sao Việt đã nhanh chóng gửi lời chúc đến Hương Giang. Thậm chí có những nghệ sĩ từng có mâu thuẫn với cô như Trung Dân, Trang Trần cũng chia sẻ niềm vui này. Đặc biệt không chỉ có các sao Việt mà cầu thủ U23 cũng thể hiện sự tự hào của mình dành cho người đẹp. Hà Đức Chinh hào hứng khi Hương Giang đạt được ngôi vị cao nhất, anh còn nhắn nhủ, từ nay hãy gọi chị là Hoa hậu. Anh còn lầy lội tự chế ảnh vương miệng và kêu gọi, từ nay hãy gọi Hương Giang là Hoa hậu. Chàng trai mắt hiếp Xuân Trường cũng chia sẻ trên Instagram về chiến thắng của Hương Giang tại cuộc thi nhan sắc. Tự hào quá chị ơi! Hiện tại Hương Giang vẫn còn ở Thái Lan để thực hiện các chương trình sau cuộc thi với danh nghĩa là đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Mới đây nhất, Hương Giang đã đi mua sắm tại xứ sở Chùa Vàng. Dù chẳng đội vương miện hay vé áo lộng lẫy, người đẹp vẫn được mọi người nhanh chóng nhận ra và cùng chụp ảnh kỷ niệm. Cứ đùa dai vụ Hương Giang, một anh hùng bàn phím bị Lâm Khánh Chi inbox riêng, dọa tìm đến tận nhà, fan này khó sống. Bị khủng bố tin nhắn quá nhiều, Lâm Khánh Chi quyết định chơi lớn, xem ra anh hùng bàn phím khó mà thoát được. Tối ngày 9 tháng 3, Hương Giang Idol đã chính thức đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tại Thái Lan trong niềm vui hạnh phúc và sự phấn khích của khán giả khắp nơi trên thế giới. Chúc mừng Hương Giang, nhưng nhiều dân mạng bất ngờ quay sang khủng bố tin nhắn cũng như bình luận ở Facebook của Lâm Khánh Chi. Nguồn cơn của sự việc là do trước đó, Lâm Khánh Chi đã từng một lần đăng tải một clip và cho rằng Hương Giang đang chửi mình. Trước bằng chứng tố cáo của đàn chị, phía Hương Giang phủ nhận, đồng thời dọa kiện Lâm Khánh Chi về tội vu khống. Sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, không có vụ kiện nào xảy ra. Đồng thời, scandal giữa hai nữ ca sĩ chuyển giới cũng dần lui vào quá khứ. Sau đó, có lần Hương Giang vướng lùm xùm vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân, Lâm Khánh Chi lại tiếp tục lên tiếng. Do cách cư xử của Hương Giang quá dở, cô ấy vô lễ và hỗn không riêng với tôi, mà với ai cũng vậy, nên tôi không chơi. Trong bài phỏng vấn mới đây, Lâm Khánh Chi thừa nhận khá bức xúc vì bị thóa mạ như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn gửi lời chúc mừng đến Hương Giang vì những cố gắng và nỗ lực của đàn em. Lâm Khánh Chi còn bật mí rằng đám cưới của mình cô vẫn mời Hương Giang tới tham dự. Lâm Khánh Chi và Hương Giang từng có thời thân thiết với nhau. Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Lâm Khánh Chi trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Tưởng rằng mọi chuyện có thể lắng xuống được rồi, thì cách đây ít giờ, một Facebook bất ngờ đăng tải đoạn tin nhắn riêng với Lâm Khánh Chi. Trong đó, Lâm Khánh Chi nói rằng, mày bớt cái miệng mày lại, mày có tin tao xuống tới nhà mày không? Đừng có làm anh hùng bàn phím nghe chưa? Chẳng phải dạng vừa, người này đáp lại, hù ai vậy cưng, tính bắt chước Nhật Kim Anh hả? Ở đây nói đâu có đó, chứ không phải trẻ đâu mà hù hen. Xem ra có vẻ Lâm Khánh Chi rất bức xúc, sẵn sàng tìm đến nhà từng anh hùng bàn phím
vì những lời nói khiếm nhã không đúng mực. Còn anh hùng bàn phím kia cũng tỏ ra chẳng sợ, vẫn lên giọng thách thức. Mọi chuyện chưa biết sẽ đi đến thế nào, bởi tin nhắn mới chỉ dừng lại ở đó và chưa có chuyện gì được chia sẻ thêm. Tin nhắn riêng của Lâm Khánh Chi và một Facebook. Tuy vậy, anh hùng bàn phím này tỏ ra chẳng sợ sệt trước lời đe dọa của Lâm Khánh Chi. Cách đây một giờ, chàng thanh niên còn thách thức Lâm Khánh Chi luôn. Trước đó, dân mạng không ngừng chọc tức Lâm Khánh Chi. Ảnh của Lâm Khánh Chi còn bị mang ra chế giễu. Loạt bình luận không mấy thiện cảm dành cho Lâm Khánh Chi. Trấn Thành bị tố nuốt lời, hứa cho tiền người chơi nghèo khó nhưng không gửi đồng nào. Không chỉ một mà rất nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội tiết lộ chuyện MC Trấn Thành và diễn viên Hồng Đào hứa giúp đỡ người chơi có hoàn cảnh khó khăn, song tất cả chỉ là những lời hứa suông. Trong tập 7 chương trình Người Bí ẩn phát sóng ngày 9 tháng 5, 2016, khán giả và ekip của chương trình có cơ hội gặp gỡ anh Bảy On, người có khả năng đặc biệt là đàn vọng cổ bằng miệng. Với sự chân chất thật thà của mình, anh Bảy On nhanh chóng bị người chơi phát hiện ra là người bí ẩn. Anh cũng đem lại cho khán giả và người chơi nhiều tiếng cười sảng khoái bởi những câu trả lời rất chân thành của mình. Được biết, công việc hàng ngày của anh là bán vé số nuôi mẹ trước hoàn cảnh còn nhiều khó khăn của anh Bảy. MC Trấn Thành đã dành tặng anh 5 triệu đồng để có đồng ra đồng vào cho vui. Còn diễn viên Hồng Đào cũng mua giúp anh 1.000 tờ vé số, tương đương 10 triệu đồng. Hành động của MC Trấn Thành và diễn viên Hồng Đào khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ vì tấm lòng hảo tâm của hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin cho rằng hai nghệ sĩ này hứa trên truyền hình như vậy, song thực chất đã không thực hiện lời hứa của mình. Nhiều ý kiến bình luận chia sẻ việc đã giúp đỡ anh Bảy On và được anh cho biết chưa nhận được sự giúp đỡ của Trấn Thành và Hồng Đào. Hôm bữa mình có gặp chú này ở nhà bà chị vợ của mình có nói chuyện, nghe chú tâm sự mà thấy tội. Chú nói Trấn Thành và Hồng Đào xạo lắm, lên truyền hình nói gửi tiền cho chú mà không có gửi đồng nào hết, một khán giả bình luận. Đây không phải bình luận duy nhất chứng kiến về vụ việc này, một cư dân mạng khác cho biết. Mới gặp ông ở đám tiệc, ông cũng xác nhận Trấn Thành hứa cho 5 triệu mà không có. Mình tin ông nói thật, buồn và mất lòng tin với nghệ sĩ quá. Những bình luận này đã nhanh chóng gây nên luồng ý kiến trái chiều, bên cạnh không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng. Trước những lời hứa hô hứa vượng của Trấn Thành và Hồng Đào, nhiều người cũng tỏ ra nghi ngờ độ xác thực của những thông tin này, vì đó đều là những bình luận trên mạng, không có căn cứ xác thực. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng những bình luận này đã có khá lâu. Biết đâu lúc đó hai nghệ sĩ quên, chưa kịp cho nhưng hiện tại đã thực hiện lời hứa rồi thì sao? Trấn Thành hứa cho nhiều người khác ở những chương trình khác nữa mà có thấy ai tố gì đâu, có lẽ là quên. Quay show nhiều bận quá nên không nhớ, chứ Trấn Thành mà hứa lèo thì chắc cũng nhiều lùm xùm lắm rồi, một khán giả bên vực nam danh hài nổi tiếng. Đồng quan điểm, một cư dân mạng khác nêu, mình cũng chẳng ưa gì Trấn Thành, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, bạn không thể nhìn sự việc một cách phiến diện qua những comment không rõ danh tính như vậy. Sao không nghĩ rộng ra, nếu người ta làm màu hứa lèo như vậy mà không bị bóc? Theo mình, nếu có không tặng, thì chỉ vì quên thôi, nhận show nhiều quá mà. Vừa công khai vợ chồng, bà xã hot girl của Tiến Dũng hé lộ ảnh cưới, từng bí mật chuyện sinh con và đăng ký kết hôn, nhưng giờ đây chuyện đời tư của họ đã được chính người trong cuộc chia sẻ. Thời gian gần đây, người hâm mộ khá xôn xao trước thông tin về vợ con của thành viên nhóm The Man Tiến Dũng. Sau nhiều mối tình đứt quãng thì bến đỗ hạnh phúc của Tiến Dũng đã được hé lộ. Theo đó, vợ của Tiến Dũng tên là Hồ Võ Trang Linh, sinh năm 1994. Cô xác nhận cả hai đã đăng ký kết hôn, sống chung nhà và có một bé gái. Con gái của cả hai đã được 11 tháng tuổi và rất đáng yêu. Khoảnh khắc hiếm hoi của Tiến Dũng bên cạnh công chúa của mình. Mới đây, sau khi tiết lộ về cuộc sống vợ chồng với nam ca sĩ, Trang Linh còn khoe cảnh cưới của cả hai trên trang cá nhân. Đi kèm theo đó, cô còn đăng tải dòng trạng thái: "Chưa bao giờ em công khai viết nhiều thứ về anh, người chồng và là người cha của con gái em. Nhưng có lẽ em sẽ viết, sẽ kể cho tất cả mọi người trên thế gian này biết về gia đình mình. Về cách anh yêu em, yêu con, quý trọng gia đình nhà em như thế nào. Anh có muốn cùng mọi người nghe suy nghĩ của em về anh không? Hay hai đứa tâm sự mỏng, anh đi công tác mau về nhé." Ảnh cưới ngọt ngào của Tiến Dũng và bà xã hot girl, con gái đáng yêu của cặp đôi khi vừa được vài tháng tuổi. Không muốn tiết lộ quá nhiều về cuộc sống hôn nhân,
Nhưng theo lời của Trang Linh, cô cho hay, anh Dũng là một người rất quan tâm vợ và con, luôn giúp đỡ trong gia đình. Anh Dũng lo hết mọi thứ trong gia đình để tôi yên tâm kinh doanh riêng.